Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh chị em, bà con, cô bác trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay thì Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương mang đến cho anh chị em, bà con, cô bác một cái mẫu xe Daewoo Lasatti bản CX ạ. Một chiếc Daewoo Lasatti bản CX sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Số tự động động cơ của xe là 1.6, màu xám form dáng sedan. Phần khúc hạng C cho nên là xe khá là rộng rãi này. Gầm bệ chắc chắn, máy ngon, côn số ngọt. Em đang chào bán với giá là 250 triệu vẫn còn thương lượng. Vâng ạ, 250 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về dòng xe này. Thì các bác có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt cho các bác một mức giá yêu thương nhất. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe này, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà em đang giới thiệu đây ạ. Vừa rồi thì em cũng đã đi dạo qua một vòng để cho anh chị em có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe. Vâng ạ, sơn si của chiếc xe còn rất là đều các bác nhá. Và còn rất là đều luôn. Form dáng của xe đây ạ, khỏe khoắn thể thao này. Và chiếc xe này thì anh chị em mua về có thể độ thêm. Và có thể độ được anh chị em nhé. Và khi mình đã độ lên rồi thì form dáng của xe rất là đẹp luôn. Đây ạ. Thế còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì em sẽ quay vào trong phần nội thất này, phần keo chỉ, gầm bệ và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe, để cho anh chị em vào xem tham khảo, đưa ra cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Đầu tiên là phần đầu xe đây ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mạ ốp chrome. Ở cái phần lưới tản nhiệt thì có 3 cái thanh mạ ốp chrome rất là to bản các bác nhá, làm cho chiếc xe đẹp này, khỏe và sang trọng. Đây là một mẫu xe Daewoo nhưng mà đã được bác chủ cũ độ lên logo Chevrolet rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Đây các bác nhá. Đèn của xe. Và đèn của xe thì vẫn là đèn halogen. Và đèn của xe vẫn là đèn halogen này, có trang bị đèn gầm. Và cái cặp đèn pha của xe thì như anh chị em có thể nhìn thấy đây, cặp đèn pha của xe cũng còn rất là ok anh chị em nhá, cũng vẫn còn trong này. Không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố nhiều cho lắm, được chưa ạ? Còn rất là ok luôn. Những cái phần khớp lối đây ạ. Vâng, đây là những cái phần khớp lối anh chị em nhá. Cũng còn khá là khít này. Sang cái cụm đèn pha bên này. Vâng đây ạ, cụm đèn pha bên này cũng vậy, cũng vẫn còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Phần khớp lối đây còn rất là khít luôn, chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng va quẹt cái phần cản trước anh chị em nhé. La răng của xe. Và la răng của xe là la răng đúc 5 chấu dạng to bản, màu thâm các bác nhá. Đó, màu thâm này. Rồi là lốp lắp của xe cũng còn khá là dày, cua lốp bên trong không có hiện tượng han gì mục mọt. Ok chưa ạ? Sang đến phần thân xe. Vâng ạ, sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc 5 chấu dạng to bản màu thâm này. Rồi là 4 phanh ABS 4 bánh rồi, chống bơ cứng an toàn, đi rất là an toàn anh chị em nhé. Xi nhan của xe thì tích hợp ở bên sườn xe đây ạ. Vâng, xi nhan tích hợp bên sườn xe này. Viền kính cũng được mạ ốp chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe. Đó, được chưa ạ? Vâng, la răng của xe đây. La răng của xe còn khá là đẹp luôn, không có hiện tượng bị chém vào la răng và không có hiện tượng bị xước các bác nhá. Lốp lắp của xe còn khá là dày này. Đó, lốp lắp này. Cua lốp bên trong không có hiện tượng han gì mục mọt. Ra phần la răng bánh đằng sau. Vâng, đây phần la răng bánh đằng sau các bác nhá. Rồi là phần lốp lắp này. Phanh ABS 4 bánh rồi. Vâng đây ạ, phanh ABS 4 bánh đi rất là an toàn. Tiếp theo là ra phần đuôi xe. Vâng ạ, ra phần đuôi xe thì xe được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi, an toàn tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta lùi xe sẽ tránh được va chạm. Ở phần đuôi xe cũng có một cái thanh mạ ốp chrome to bản lối từ đèn hậu bên này sang đèn hậu bên này. Nhìn rất là đẹp và khỏe các bác nhá. Đây ạ, cũng đã được độ lên logo Chevrolet rồi, Cruy LTZ. Nhưng mà thực chất đó là Daewoo các bác nhá. Cặp đèn hậu của xe. Vâng, cặp đèn hậu của xe thì cũng còn rất là ok này, cũng vẫn còn trong, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố. Và những cái phần khớp lối đấy ạ, khá là khít luôn. La răng của xe. Vâng, đây la răng của xe đây. Lốp lắp thì còn dày này.
một dàn lốp vẫn còn rất là đều, vẫn còn rất là dày và đều. Sang cái cụm đèn hậu bên này. Vâng, đây cụm đèn hậu bên này đấy ạ. Cũng vậy các bác nhá. Và phần khớp lối này. Vâng, phần khớp lối đấy ạ. Chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng va quẹt cái phần cản sau. Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho quý anh chị và các bạn cùng vào xem và tham khảo. Vâng, đây ạ, phần gầm bệ của xe này. Sassi còn rất là ok, chắc chắn, chạy đầm chắc, không có tiếng kêu lọc cọc hay là dạo dạc ở cái phần gầm bệ của xe. Và cũng không có hiện tượng han gì mục mọt anh chị em nhé. Đây, phần gầm bệ của xe đây. Ok chưa ạ? Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này. Và nội thất bên trong của xe đây ạ, cũng còn khá là sạch sẽ và tươi. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụm điện. Và có gương kính chỉnh điện cụm điện này, đèn pha auto anh chị em nhé. Và đèn pha auto, rồi là bàn phím tích hợp trên vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài, có đàm thoại rảnh tay, có màn hình giải trí Android OLED rất là xịn sò, tích hợp cam lùi, điều hòa auto anh chị em nhé, có sửa sấy ghế này. Và điều hòa auto, có sửa sấy ghế. Trang bị hộp số tự động động cơ của xe là 1.6. Đó. Ghế là ghế da hai tông màu, đó là màu ghi xám và màu đen đấy ạ. Vâng, nội thất ghế da hai tông màu, màu ghi xám và màu đen. Còn sử dụng rất là ok các bác nhá. Trần nỉ nguyên bản theo xe, có cửa sổ trời. Vâng, trần nỉ nguyên bản theo xe, có cửa sổ trời. Một chiếc Daewoo Lasati bản CX 2009 nhập khẩu Hàn Quốc, phiên bản tự động, động cơ 1.6 màu xám. Xe còn rất là chất luôn, gầm bệ chắc chắn này, máy ngon, côn số ngọt. Nội thất thì khá là ok. Em đang chào bán với giá là 250 triệu vẫn còn thu nợ. Bác nào quan tâm thiện chí thì có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt một mức giá ưu đãi nhất cho các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa này, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lóc capo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe, để cho anh chị em vào xem và tham khảo đấy ạ. Trước tiên thì em sẽ quay cái phần tắp ly trước anh chị em nhá. Đã, phần tắp ly của cánh cửa này. Đó, đó là phần tắp ly, rồi là phần phần keo chỉ đấy ạ. Vâng ạ, phần keo chỉ đấy ạ. Rất là nhỏ ạ. Đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây ạ. Phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau các bác nhá. Cũng còn rất là ok luôn. Ra cánh cửa đằng sau này. Vâng, phần tắp ly cánh cửa đằng sau đây ạ. Đó là phần tắp ly. Rồi là phần keo chỉ. Phần keo chỉ này, phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới anh chị em nhé. Ra phần cốp xe. Vâng, ra phần cốp xe thì cái phần ốc đai đã được bảo vệ bằng cái tấm lỉ này rồi, cho nên là em không quay được các bác nhá. Đây là phần keo chỉ cốp xe đây ạ. Và phần keo chỉ cốp xe này. Đó, được chưa ạ? Khoang cốp xe thì khá là rộng rãi, giúp cho chúng ta có thể để được đủ đồ khi mà chúng ta đi công tác xa nhà, rồi là đi du lịch với cả gia đình, để được đủ luôn các bác nhá. Còn ở phía dưới đây, ở phía dưới đây là lốp sơ cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt này. Và tôn vỏ thì không có hiện tượng mục mọt anh chị em nhá. Trang bị đầy đủ lốp sơ cua, rồi là bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Ok chưa ạ? Khoang cốp xe rộng rãi, đằng sau xe đã được trang bị cam lùi và bốn mắt cảm biến lùi rồi. Sang bên đây là phần tắp ly, phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Phần tắp ly cánh cửa bên trên đây ạ. Vâng, đây phần tắp ly các bác nhá. Rồi là phần keo chỉ. Đó, phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây. Đó, được chưa ạ? Ra cánh cửa đằng sau. Vâng ạ, cái phần tắp ly cánh cửa đằng sau đây ạ.
Rồi là phần keo chỉ này. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới. Ok chưa? Và phần cuối cùng. Vâng, phần cuối cùng em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe cũng như là phần keo chỉ của lắp capo để cho anh chị em vào xem tham khảo, đưa ra cảm nhận đánh giá chi tiết nhất về cái mẫu xe này. Vâng, đây ạ, tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe đây ạ. Động cơ thì còn khô ráo các bác nhá, rất là khô ráo luôn. Đó, phần ụ giảm sóc này còn sạch sẽ này. Rồi là những cái phần ốc đai, phần keo chỉ của lắp capo. Đây ạ. Phần ụ giảm sóc bên này. Phần sắt răng anh chị em nhá, phần sắt răng này. Động cơ của chiếc xe. Và động cơ của chiếc xe thì như anh chị em có thể nhìn thấy đây, khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Máy lổ êm, côn số mượt mà, máy số cực chất, gầm bệ chắc chắn anh chị em nhé. Và trước này thì máy số cực chất này, gầm bệ chắc chắn. Anh chị em cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để chạy thử xe, cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe. Động cơ khô ráo, quá là yên tâm rồi, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Máy lổ êm, côn số mượt mà, gầm bệ chắc chắn, máy số cực chất. Được chưa ạ? Vâng, đây tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đây. Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ gầm bệ khoang động cơ của chiếc Daewoo Lasetti bản CX 2009 để cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe này, một là anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn và sẽ chốt giá đẹp cho anh chị em. Hai là anh chị em có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe em đang giới thiệu đấy ạ. Anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì có thể ủng hộ cho Dũng Audi xin một nút đăng ký kênh, để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng, hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em, thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn.